cô gái trẻ bày lên hoàn kế đánh bại mỹ nhân Trường Y, thành công nắm giữ trái tim chàng bác sĩ. Để thành công cưa đổ bác sĩ Ngọc Hưng được nhiều người theo đuổi, Kim Đính phải mất khoảng 2 năm kiên trì theo đuổi, tung ra nhiều chiêu trò mới có thể chiếm trọn trái tim chàng. Nam chính trong chuyện tình này chính là bác sĩ thẩm mỹ nội khoa Huỳnh Ngọc Hưng, Annie Huỳnh 38 tuổi, đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Anh Quốc. Bác sĩ Hưng có phòng khám riêng tại London, Anh và một phòng khám tại Việt Nam. Vợ anh cũng chính là cô gái bỏ ra 2 năm chinh phục trái tim anh, Lê Kim Đính. Cathy Lê, 34 tuổi, là người quản lý công việc cho phòng khám ở Việt Nam. Còn nhớ 17 năm trước, cả hai tình cờ quen biết nhau khi tham gia các nhóm Yahoo chat để chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Bác sĩ Ngọc Hưng kể, khi quen biết bé Đính, anh vẫn quen gọi vợ như vậy nhiều năm nay. Bé tỏ ra là một người lạc quan, yêu đời và giàu nghị lực. Bé có chia sẻ về hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng bé vẫn nỗ lực hết mình và tự tin vào tương lai tươi sáng. Anh Hưng thừa nhận, hoàn toàn không để mắt đến Kim Đính như một đối tượng để yêu đương. Lúc này, Ngọc Hưng đang là sinh viên năm 4 trường y, còn đối phương đang học cấp 3 và phụ mẹ bán hàng. Biết được hoàn cảnh gia đình của Kim Đính, anh Hưng thấy quý mến cô nhiều hơn và tự nguyện làm gia sư cho cô gái nhỏ với mục đích duy nhất là giúp Kim Đính học tốt để có nhiều cơ hội phát triển trong cuộc sống. Bởi khi ấy, anh Hưng đã có người trong mộng, lại là một mỹ nhân ở trường y. Kim Đính cho biết, anh Hưng cũng thường hay kể chuyện liên quan đến cô gái ấy với cô mỗi khi đến nhà dạy kèm. Hơn nữa, anh Hưng còn nhờ cô học trò nhỏ chuẩn bị đồ ăn vặt để mang vào trường lấy lòng mỹ nhân. Trong khi đó, chàng trai đâu hay rằng Kim Đính đã có tình cảm với mình nhưng không dám thổ lộ vì nghĩ bản thân không xứng. Theo như Kim Đính tâm sự, dù không dám bày tỏ nhưng cô cũng không hề từ bỏ tình cảm mà dùng chiêu để chinh phục chàng trai này. Ví dụ như em tìm cách hỏi nhiều bài hơn để có cơ hội ở gần hơn, gặp anh nhiều hơn, có những bài hiểu rồi nhưng vẫn giả vờ chưa hiểu để được anh hướng dẫn. Rồi em thường mua đồ ăn vặt, mom em vào trường y để đưa cho anh, dù anh không nhờ, chủ yếu là để lấy cớ gặp anh, đi sóng đôi bên cạnh anh, thấy em ở bên anh Hoài, nhiều bạn bè của anh nghĩ chắc hai đứa này yêu nhau, thấy người ta tưởng vậy em khoái lắm. Từ từ các chị đẹp trong trường không ai để ý đến anh Hưng hết, em chỉ chờ có vậy để hốt anh luôn, Kim Đính cười và nói. Về phần Ngọc Hưng, anh chỉ nghĩ đơn giản là có cô em gái nhỏ thích đi thì cho đi mà không hề biết Kim Đính thích mình, cũng không lường trước được chuyện. Cô đi theo là để dằn mặt các mỹ nhân cùng trường. Rồi chuyện gì đến cũng đến, vào một ngày của 2 năm sau đó, Ngọc Hưng đang trong lúc buồn bã vì người trong mộng bất ngờ công khai người yêu, cơ hội để Kim Đính thổ lộ đã tới. Cô nàng mạnh dạn tới nhà anh để an ủi, thể hiện tình cảm bằng cách ôm anh và vỗ về anh. Không sao đâu anh đẹp trai lắm, chị đó không thích anh thì em thích. Thế là tỏ tình thành công, kể từ cái ôm đó họ chính thức là người yêu của nhau. Yêu đương được 5 năm, tháng 11 năm 2013, khi anh Ngọc Hưng bắt đầu tạo dựng sự nghiệp vững chãi và Kim Đính cũng nhẹ bớt gánh nặng gia đình, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi về chung cùng nhà chưa lâu, bác sĩ Ngọc Hưng sang Anh thi lấy chứng chỉ hành nghề, tu nghiệp tại một tổ chức y khoa tại Anh Quốc. Lúc này Kim Đính vô cùng tự hào khoe với mọi người, chồng mình là bác sĩ Việt Nam đầu tiên thi đậu chứng chỉ GMC ở Anh Quốc. Năm 2015, anh chính thức bắt đầu làm việc tại Anh Quốc. Khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, bác sĩ Hưng đã đón vợ sang sống cùng mình, khi đó Kim Đính mang thai bé Cathy. Ở London, cặp vợ chồng sinh thêm bé Steven và cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo. May mắn đến với gia đình khi bác sĩ Hưng lấy kịp tấm bằng thạc sĩ và mở phòng khám riêng tại Anh Quốc. Đến năm 2022, anh quyết định về nước mở thêm một phòng khám nữa và từ đó bác sĩ Hưng cứ đi qua đi lại giữa London và Việt Nam để quán xuyến công việc, còn vợ con đã chuyển hẳn về đây sinh sống. Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ bên nhau, Kim Đính chia sẻ rằng bản thân cảm thấy vô cùng tự hào về bác sĩ Ngọc Hưng vì anh là người chồng tốt, có chí tiến thủ và là một người cha ấm áp. Đặc biệt, anh luôn chia sẻ và an ủi vợ mỗi khi cô có cảm giác mất cân bằng, thua kém chồng khi anh thăng tiến quá nhanh và đạt được nhiều thành tựu.